Sáng nay tại trường Đại học Vinh, báo Tuổi Trẻ, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, tỉnh đoàn và trường Đại học Vinh phối hợp tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2015 tại Nghệ An. Ngày hội tư vấn năm nay thu hút sự quan tâm và tham dự của hàng nghìn thầy cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 12 trên địa bàn. Ban tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2015 đã chia thành các nhóm ngành khối thi để các em học sinh và người nhà có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin các trường đại học và hướng nghiệp chọn ngành nghề phù hợp. Là trường đại học đa ngành, đến với chương trình tư vấn tuyển sinh năm nay, Đại học Vinh có 6 nhóm tư vấn gồm nhóm ngành sư phạm, kỹ sư, kinh tế, luật, ngoại ngữ và cử nhân khoa học. Năm nay còn có thêm 4 nhóm tư vấn của các trường đại học tại Hà Nội. Đây là cơ hội giúp cho các học sinh, phụ huynh được trực tiếp trao đổi và tìm hiểu thông tin về các ngành nghề đào tạo của các trường để các em học sinh có thể chọn ngành, chọn nghề phù hợp. Em đến đây mong muốn biết các thông tin về kết quả học tập, luật lệ thi và các điểm thi của các trường mình muốn vào. Đây là năm đầu tiên đổi mới vào năm 2015, nên là có một vài thứ em chưa biết, nên là hôm nay em đến đấy là để nhờ các giáo sư tư vấn về việc cách thức thi. Còn vấn đề của em đó là em muốn thi vào trường kinh tế nhưng mà không biết sau khi thi phải chọn trường như thế nào. Mùa thi năm 2015 có nhiều thay đổi, là năm đầu tiên thực hiện một kỳ thi quốc gia để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Vì vậy, tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp sẽ góp phần tích cực trong việc giúp các em sáng suốt lựa chọn ngành nghề, tìm hiểu cơ hội việc làm để phát triển bản thân trong tương lai. Năm nay thì có rất nhiều những cái điểm mới trong cái tuyển sinh đại học và cao đẳng. Rất nhiều phụ huynh học sinh hiện nay là đang hoang mang trước cái việc là quyết định cái tương lai của các em như thế nào. Thì chúng tôi cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức cái chương trình này và sẽ mang đến cho các em những cái thông tin mà mới nhất và chính xác nhất từ những người mà trực tiếp làm cái công tác tuyển sinh năm nay. Trước cái mục tiêu là định hướng để cho các em sinh viên, học sinh các trường trung học phổ thông có được cái lựa chọn tốt nhất về nghề nghiệp trong tương lai của mình, thì nhà trường đã tổ chức thành các cái cụm tư vấn tuyển sinh cho tất cả các em đến tham dự ngày hội hôm nay. Chúng tôi mong muốn đây là một địa chỉ thu hút tất cả những sinh viên ưu tú của các trường. Với 3 phần tư vấn chung, tư vấn chuyên sâu, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với các thầy cô ban tư vấn. Trong buổi sáng nay, các chuyên gia tư vấn của Bộ Giáo dục Đào tạo, các trường đại học có uy tín trong nước đã truyền tải thông tin tuyển sinh và giải đáp nhiều câu hỏi thắc mắc xoay quanh phương án đổi mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, các ngành nghề đào tạo mà các phụ huynh, học sinh quan tâm. Ngoài ra, các em học sinh lớp 12 cũng đã nhận được rất nhiều thông tin bổ ích về tư vấn tâm lý, lựa chọn ngành nghề, chọn ngành theo nhu cầu xã hội, cơ hội việc làm sau khi ra trường, giúp bản thân các em giải tỏa được những băn khoăn để tự tin bước vào mùa thi. Năm nay, chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay và là năm thứ 13 liên tục báo Tuổi Trẻ phối hợp với các trường đại học tổ chức. Quy mô chương trình năm nay tiếp tục mở rộng với 3 ngày hội và 18 chương trình tư vấn diễn ra tại 20 tỉnh thành trong cả nước, kéo dài từ cuối tháng 12 2014 đến cuối tháng 3 2015.